大家好，xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học tiếp nghe nói quyển 3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Trước khi vào bài 1, hãy luôn nhớ: 1. Hãy nghe và nói to và rõ theo người dạy, chú ý sửa dần phát âm và tăng tốc độ nói với phát âm chuẩn nhất có thể. Cố gắng đọc bài khóa bằng chữ Hán ít nhất một lần mỗi bài, như vậy dần dần bạn sẽ quen thuộc và đọc được chữ Hán một cách tự nhiên nhất. Nếu không đọc được, bạn sẽ chỉ dừng lại ở đi du lịch, mua bán đơn giản mà không thể dùng tiếng Trung để làm việc thực sự được. 2. Hãy nghe nói hết tất cả các phần trong bài, đặc biệt là phần nhắc lại cuối mỗi bài, nếu không bạn sẽ không thể logic được hết mọi thứ khi học về sau. 3. Quan trọng nhất là học hàng ngày, tùy vào công việc mà có thể học nhiều hay ít, kể cả chỉ 5 phút mỗi ngày, nhưng đừng chỉ học nhiều vào một thời gian ngắn và dừng học quá lâu. Và cuối cùng, hãy nhớ đăng ký để theo dõi các kênh tiếng Nhật, tiếng Trung và kênh karaoke của hội quán khi có video mới. Bây giờ hãy bắt đầu phần 1, bài 1, quyển 3. Đầu tiên là tên Sơn Bản. Đây là tên tiếng Trung của một học sinh Nhật Bản tên là Yamamoto. Sơn Bản. Sơn. Sơn. Bản. Bản. San bẩn. San bẩn. Sơn Bản không phải là người Trung Quốc. San bẩn 不是中国人. San bẩn 不是中国人. Sơn Bản muốn đi tàu hỏa. San bẩn 想坐火车. San Bản 想坐火车. Sơn Bản muốn đi tàu hỏa đi Thượng Hải du lịch. San Bản 想坐火车去上海旅行. San Bản 想坐火车去上海旅行. Điền Phương, Thượng Hải thế nào? Thiên Phương, Thượng Hải 怎么样? Mình muốn đi tàu hỏa đi Thượng Hải du lịch. Tôi muốn đi tàu hỏa đi Thượng Hải du lịch. Bây giờ là từ biến hóa, thay đổi. Biến hóa. Biến. Biến. Hóa. Hóa. Biến hóa. Biến hóa. Không có biến hóa, không biến hóa, với nghĩa không thay đổi. Mấy yếu biến hóa. Mấy yếu biến hóa. Không có thay đổi gì. Mấy yếu sớm mà biến hóa. Mấy sớm mà biến hóa. Rất ít thay đổi. Khấn sáo biến hóa. Khấn sáo biến hóa. Biến hóa rất lớn, thay đổi rất lớn. Biến hóa khẩn tả. Biến hóa khẩn tả. Mấy năm nay. Trời chỉ nén. Mấy năm nay biến hóa rất lớn, với nghĩa mấy năm nay thay đổi rất lớn. Trời chỉ nén biến hóa khẩn tả. Trời chỉ nén biến hóa khẩn tả. Thượng Hải rất tốt. Thượng Hải 很好. Mấy năm nay biến hóa rất lớn. 这几年变化很大. 这几年变化很大.
Bây giờ là cách nói kỳ nghỉ hè. Sủ giả. Sủ. Sủ. Giả. Giả. Sủ giả. Sủ giả. Kỳ nghỉ hè năm nay. Jin nian shu jia. Jin nian shu jia. Kỳ nghỉ hè năm tới. Ming nian shu jia. Ming nian shu jia. Kỳ nghỉ hè đều ở nhà. Shu jia dou zai jia. Sủ giả đâu tại gia. Kỳ nghỉ hè thường hay đi du lịch. Sủ giả chẳng chư lưu xính. Sủ giả chẳng chư lưu xính. Kỳ nghỉ hè năm nay mình còn. Jin nian shu jia wo hai. Jin nian shu jia wo hai. Đã chơi ở đó hơn một tháng đấy. Nguyên văn là ở đó chơi rồi hơn một tháng đấy. Zai na er wa le yi ge duo yue ne. Zai na er wa le yi ge duo yue ne. Kỳ nghỉ hè năm nay. Jin nian shu jia. Jin nian shu jia. Tôi còn đã chơi ở đó hơn một tháng đấy. Wǒ hái zài nà er wǎ le yi ge duō yuè ne. Wǒ hái zài nà er wǎ le yi ge duō yuè ne. Hãy nhắc lại từ đầu, Yến Phương, Thượng Hải thế nào? Thiên Phương, Thượng Hải thế nào? Mình muốn đi tàu hỏa đi Thượng Hải du lịch. Tôi muốn đi tàu hỏa đi Thượng Hải du lịch. Tôi muốn đi tàu hỏa. Thượng Hải rất tốt. Shang Hải hen hào. Mấy năm nay biến hóa rất lớn. Zhe ji nian biến hóa hen da. Zhe ji nian biến hóa hen da. Kỳ nghỉ hè năm nay. Jin nian shu jia. Jin nian shu jia. Mình còn đã ở đó chơi hơn một tháng đấy. Wǒ hái zài nà er wǎ le yi ge duō yuè ne. Wǒ hái zài nà er wǎ le yi ge duō yuè ne. Một người bạn học của mình nhà chính là ở Thượng Hải. Wǒ de yi ge tōngxue jia jiù zài Shànghái. Wǒ de yi ge tōngxue jia jiù zài Shànghái. Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên. 售货员, 经理, giảm 20%, 打八折, lạc đường rồi, 迷路了, vừa nãy quên mở máy rồi.
刚才忘开机了。踢托福，考托福。Rồi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. 再给你检查检查。Tiêm cho anh một mũi. Cái ní tái ỉ chân. Phòng bếp, phòng ngủ. Chú phán, ua sư. Vội vàng về. Hoàng khuế cản. Phía dưới núi có một con sông nhỏ. Sán xà biên yếu ỉ thiếu xào hứa. Tồi tệ, chết rồi. Rau cao. Là muốn cười. Chiều sáng xảo. Cuộc sống ở đây. Trở là sân khổ. Uống cốc sữa bò. Khơ bê níu nải. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Bảo bù, yếu dụng, tà chiếu. Phải đọc thuộc, chỉ đọc bài khóa. Yào niên sú. Luyện khí công đã luyện thời gian bao lâu rồi? Đã luyện thời gian bao lâu khí công rồi? Luyện chỉ cung luyện là tu tráng sử dụng lọ. Luyện là tu tráng sử dụng chỉ cung lọ. Có mấy loại bệnh mãn tính liền. Yêu kháo chí trúng mạng sinh bình. Yamamoto hay Sơn Bản. San Bản. Kỳ nghỉ hè năm nay. Chi nén sủ chả. Biến hóa rất lớn. Biến hóa rất đại.